đều sức khỏe. Sau đây con mời cô dì chú bác xem ba con làm cà phê chiêu cây ạ. Nếu thấy hay cô dì chú bác cho ba con một like và một đăng ký nhé. À, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Như lúc đầu hai đứa con mình giới thiệu, hôm nay mình sẽ làm món cà phê siêu cay, coi nó như thế nào nhé. Nào mọi người, rồi để bắt đầu cùng như kỹ chúng ta tiến hành cà phê nhé. Rồi cà phê chúng ta đã rang xong, rồi chúng ta sẽ thẩm nha. Mắt thì không quay cho em. Mắt chúng ta bỏ ớt. Nói là siêu cay nhưng mà chúng ta phải bỏ xeo mà chúng ta uống được nè. Chứ còn mà bỏ mà uống không được thì cũng như không. Cái này là ớt bột này nó cay lắm. Ớt này là siêu cay á. Quay cho đứng lên quay. Trời ơi. Mấy ơi. Bỏ ớt rồi nó cay sặc chỗ luôn. Bỏ ít bơ vào. Chưa uống mà đã cay rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ xay thử một phin ngang. Rồi thử như thế nào. Cà phê đã cháy xong, giờ mình sẽ thử nó như thế nào nha. Con tớ xíu đây chút. Chưa uống mà mình ngửi ra thấy rất là nồng. Không biết uống như thế nào.
khi mình uống vào á thì bắt đầu là cái cảm giác nó cay ngay chỗ này, nó cay cũng họng nè, nó cay cái nồng. Nói chung cái liều này mình bỏ là để có thể uống được, chứ còn mà mình làm mình bỏ một mớ ớt vào thì nó cay thế họng nhưng mà uống không được, uống hút như không, đúng không? Đây mình bỏ liều lượng. Mà thật ra cái nhiều nhà sản xuất cà phê người ta cũng bỏ ớt rồi để cho nó tạo khác biệt, tạo sự độ đậm đà của cà phê. Nó ở nước ngoài á, cũng mình được biết á, cũng nước ngoài cũng có người ta đã đi làm dòng cà phê mà bỏ ớt á, người ta để cái chai ớt vào cà phê luôn, uống rất là cay. Bây giờ mình sẽ bỏ đường vào cà phê đen coi như thế nào nha. Khi mình cứ bỏ đường vào á, nó vẫn cảm giác nó vẫn nóng nóng ấm ấm ngay cái vùng họng á, đậm đà, rất là đậm đà. Mình bỏ đá vào. Cái cà phê ớt á, khi mình bỏ đá vào á, tuy bỏ đá nó lạnh nhưng mà nó vẫn thấy ấm áp cái cổ họng à, nó cái dạng này nó không có lạnh lạnh như cà phê đen đá của bình thường. Uống nó lạnh nhưng mà nó còn ấm ấm cổ họng, rất là đặc sắc. Rồi giờ mình thử cà phê sữa. Rất là đậm. Cái cà phê mình phải ớt á, mình bỏ đúng liều lượng á, nó nâng cấp độ đậm cà phê lên rất là nhiều lần. Nó khác biệt cà phê mộc mình uống hồi giờ, chắc mình uống hồi giờ nó đậm nhưng mà cái vị nó không đậm bằng cái này. Nó nâng cấp, nó nói chung nó rõ rệt và nó rất là khác biệt. Các bạn nên thử đi. Mình làm để mình bán thì mình chưa biết, tại vì khách nhiều người khen, nhiều người chê, nhiều người có chịu hay không. Nhưng mà khi mình làm để mình trải nghiệm, mình uống thử á, rất là hợp. Nó khá là hợp nha, nó không có trội. Nó không, mình tưởng đâu giữa cà phê và ớt nó không liên quan gì hết á. Nếu mà mình bỏ vào á thì mình nghĩ nó sẽ trội, nhưng thật sự khi mình kết hợp hai thứ vào á, nó rất là hợp. Nó hợp với nhau. Như mà nói vui là chúng ta sinh ra để dành cho nhau á. Đây là những cái gì mình chia sẻ. Giờ thì mình chưa biết như thế nào, không thế nào, nhưng mà hồi xưa á toàn là những bí kíp không à, bí kíp những bô lẻ hồi xưa á. Cà phê mỡ gà, cà phê nước mắm nhỉ, rồi cà phê rang chảo khử mùi khét mùi khê, rồi đến cái này là cà phê ớt, rất là nồng nàn, rất là đậm đà, nhất là những tỉnh mà có mùa đông lạnh á, sáng làm cái cà phê này rất là ấm lòng. Thôi, video đến đây của mình cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã bỏ thời gian theo dõi. Và nếu thấy hay á, cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký để cái video của mình lan tỏa đến nhiều người hơn. Và xin hẹn gặp lại các bạn những clip sau này thú vị và hấp dẫn hơn. Xin cảm ơn.